tại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Đất Đỏ, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Nhà hát kịch Công an Nhân dân tổ chức buổi công diễn vở kịch Người tù trao áo. Vở kịch Người tù trao áo đã khắc họa tinh thần đấu tranh bất khuất, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ cách mạng tại nhà tù Côn Đảo trong cuộc đấu tranh chống đế quốc, thực dân để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Với sự thể hiện của các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát kịch Công an Nhân dân, buổi công diễn đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc. Qua đó, bản thân mỗi cá nhân, nhất là thế hệ trẻ, ý thức được trách nhiệm bảo vệ những thành quả cách mạng đã giành được, ra sức phấn đấu, lao động, học tập, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.